công an làm việc với 3 người trong clip đánh ghen gây náo loạn phố phường Hà Nội. Giám đốc công ty ở Bình Dương lừa đảo hơn 11 tỷ đồng bị bắt tại Hà Nội. Cháy xưởng phế liệu công ty bao bì ở Bình Dương, cứu hỏa xuyên đêm dập lửa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum thăm hỏi 24 nạn nhân vụ tai nạn giao thông. Phú Thọ thành kính lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tổ mẫu Âu Cơ. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây một vụ đánh ghen gây náo loạn trên phố Trần Phú, Hà Nội, khiến các con phố quanh khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Đêm ngày 13 tháng 4, đại diện Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời 3 người liên quan trong vụ đánh ghen ở đường Trần Phú về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố Trần Phú, ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu Kia. Trong xe, người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái. Người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô, đòi những người trong xe ra ngoài. Xung quanh có nhiều người quá khích, la hét, cổ vũ, thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe. Bên trong xe, cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài. "Đây là chồng tôi," người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhận thông tin sự việc, Công an phường Điện Biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ, tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự. Chuyển sang thông tin tiếp theo, ngày 14 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã di lý đối tượng Ngô Văn Bảy, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Bình Phước về Bình Dương để xử lý theo quy định. Được biết, Ngô Văn Bảy là đối tượng bị truy nã đặc biệt. Theo hồ sơ, Ngô Văn Bảy là giám đốc một công ty trên địa bàn phường Tránh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tháng 9 năm 2016, Bảy ký hợp đồng góp vốn làm ăn kinh tế với ông B. Sau đó, ông B nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng cho Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị. Đến tháng 7 năm 2017, Bảy tiếp tục nhận 1 tỷ đồng từ một người khác để mua xe ô tô. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền hơn 11 tỷ đồng, Bảy không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc với các bị hại và bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam Bảy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian trốn chạy, Bảy đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra lệnh truy nã đặc biệt. Mới đây, Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã bắt giữ Bảy khi đang lẩn trốn tại đây. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về người và của. Mới đây một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Bình Dương. Theo đó, tới sáng ngày 14 tháng 4, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương vẫn đang túc trực tại hiện trường để phun nước dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra tại một công ty bao bì trên địa bàn thành phố Thuận An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4, người dân đi ngang qua khu vực chứa giấy phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Hợp Nhất, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, phát hiện lửa bốc lên và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng huy động 9 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Do trong xưởng chứa nhiều giấy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, ngọn lửa bốc cao và khói bụi dày đặc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã phối hợp với lực lượng cơ sở và dân phòng để triển khai lực lượng chữa cháy. Sau một giờ triển khai phương án chữa cháy, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, do khu phế liệu chứa giấy nên ngọn lửa vẫn âm ỉ. Do đó, để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại, sáng nay lực lượng chữa cháy đã dùng xe cuốc cuốn giấy lên và tiếp tục phun nước làm mát. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khu vực chứa phế liệu rộng 300m² bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Để hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong mùa khô. Các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nước, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ công nhân viên về công tác phòng cháy chữa cháy.
Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, khiến một người tử vong và 24 người bị thương. Tối ngày 13 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn và lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân vụ tai nạn, đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông và mong rằng các nạn nhân vững tâm để sớm ổn định sức khỏe. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn trao hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn 2 triệu đồng và hỗ trợ gia đình người tử vong 5 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung nhân lực, trang thiết bị y tế để khám và điều trị chu đáo cho những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Như đã thông tin vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4 năm 2024, tại km 157 trên quốc lộ 24, đoạn thuộc thôn Đắc Cui, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải biển kiểm soát 81H02799 kéo theo semi remote 81R01051 do Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pá, tỉnh Gia Lai điều khiển, lưu thông theo hướng huyện Con Rẫy đi thành phố Kon Tum với ô tô khách mang biển kiểm soát 50H36598 do Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú tại khu vực 5, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Thành Triệu tử vong và 24 người bị thương hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Một người bị thương trên xe khách trong vụ tai nạn giao thông cho biết, tai nạn xảy ra hết sức bất ngờ, những người trên ô tô khách đang đi du lịch tại tỉnh Kon Tum. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sáng ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại tổ 10, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, bắt giữ 22 đối tượng. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 4, trong lúc hàng chục đối tượng đang tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc khu vực tổ 10, khóm Phố Quế, phường Mỹ Long, tổ công tác của Công an thành phố Long Xuyên bất ngờ ập vào, bắt giữ 22 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 2 con gà trống, 5 bộ cửa sắt, 15 xe máy, 20 điện thoại và trên 60 triệu đồng. Được biết, tụ điểm đánh bạc này tuy mới hình thành, nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận. Mới đây, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an huyện Bắc Quang vừa phối hợp với các đơn vị công an thuộc thành phố Hà Nội, bắt giữ thành công Khánh Văn Tùng, sinh năm 2007, trú tại thôn Bản Đén, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện Bắc Quang tiếp nhận tin báo của ông Đặng Giang S, sinh năm 1961, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, về việc gia đình ông vừa bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp số tiền lớn. Theo đơn trình báo, vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 4, kẻ gian đã lợi dụng lúc gia đình ông S có đám hiếu, lèn vào trộm một hòm phúng viếng và 3 điện thoại di động. Sau 10 giờ truy xét, các đơn vị chức năng đã bắt giữ Khánh Văn Tùng khi kẻ này đang lẩn trốn tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đã thu giữ được trên 100 triệu đồng và 3 điện thoại di động mà gia đình ông S thông báo bị mất cắp trước đó. Ngày 14 tháng 4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau nhiều ngày xác minh, đấu tranh, theo dõi mật phục, lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng Pù Nhi đóng tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang một nhóm người đang khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép trên địa bàn. Theo đó, vào ngày 10 tháng 4, tại tiểu khu 118, rừng phòng hộ, khu vực Pha Dương thuộc bản Cơm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, lực lượng biên phòng đã tiếp cận bao vây, ngăn chặn và bắt quả tang toàn bộ nhóm 5 người đang có hành vi dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật. Tại hiện trường, các đối tượng vừa cưa hạ một cây gỗ có chiều dài thân 18,2 m, vanh đoạn gốc 243 cm, vanh đoạn giữa 210 cm, vanh áp ngọn 170 cm và hai đoạn ngọn, mỗi đoạn dài 7 m. Vừa qua, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Lê Bình An, 35 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Châu Minh Dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin cho biết, thời gian gần đây, Lê Bình An đã gây ra 4 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Tây Ninh và một vụ trên địa bàn huyện Gò Dầu. Hàng ngày, An lân la đến những khu vực dân cư để điều nghiên quan sát.
Sau khi đã nắm được mục tiêu, An leo lên ban công các nhà cao tầng, đột nhập vào trong nhà trộm tiền và các tài sản tiền có giá trị như vàng, điện thoại di động, laptop. Cả 5 vụ trộm nói trên, An đã lấy đi của người dân khoảng 200 triệu đồng và nhiều vật dụng có giá trị. Cơ quan công an đã thu giữ 5 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 2 đồng hồ đeo tay, 1 xe gắn máy và một số đồ vật có liên quan trong vụ án. Ngày 14 tháng 4, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch, tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền mẫu Âu Cơ thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm tổ mẫu Âu Cơ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn, mưa thuận gió hòa. Con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông, góp phần tâm sức trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển. Sau lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ công đức của tổ mẫu Âu Cơ. Trước anh linh tổ mẫu, các đại biểu và du khách thập phương tham gia buổi lễ nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, không ngừng học tập rèn luyện, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, một lòng đoàn kết bảo vệ vẹn toàn non sông, gấm vóc và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, muôn dân đời đời thịnh trị, mãi mãi phụng thờ hương khói tiên tổ. Lễ dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 8 tháng 4, tức ngày 1 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ. Du khách đến với tỉnh Cao Bằng sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của khu danh thắng Thác Bản Dốc, Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc từ tháng 9 năm 2023, khi hai nước bắt đầu vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc. Điểm đến này càng thêm mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp đa dạng từ nhiều góc nhìn. Nằm tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Thác Bản Dốc là thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Cao Bằng. Sau 6 tháng triển khai vận hành thí điểm cho du khách qua lại, khu cảnh quan đã đón gần 6.000 lượt du khách, trong đó du khách từ Việt Nam sang Trung Quốc tham quan chiếm khoảng 60%. Hiện tại, phía Việt Nam đã bổ sung điểm tham quan chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Dốc vào hành trình qua lại khu thắng cảnh. Về phía Trung Quốc, điểm tham quan cầu kính trên cao cũng được bổ sung vào hành trình khám phá của du khách. Thời gian trải nghiệm tăng lên 6 giờ thay vì 5 giờ như trước, giúp tour du lịch qua biên giới này được du khách săn đón. Từ Thác Bản Dốc sang Đức Thiên, du khách có thể mua tour của đơn vị lữ hành cung cấp. Đơn vị lữ hành sẽ hỗ trợ du khách hoàn thành các thủ tục của chuyến đi. Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật thường xuyên được tổ chức tại khu cảnh quan, góp phần giới thiệu tới du khách những đặc trưng văn hóa của người dân vùng biên giới của cả hai nước. Với những người yêu thích chụp ảnh, quãng đường đi bộ ở chân thác cứ 300m sẽ có một điểm dừng chân và mỗi điểm dừng chân lại là một điểm check-in với góc nhìn khác nhau. Theo đại diện của công ty cổ phần tập đoàn lữ hành quốc tế toàn cầu Việt Nam, một trong ba đơn vị đang cung cấp tour qua lại Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc, giá tour qua lại khu cảnh quan này hiện tại là 790.000 đồng một người, đã bao gồm chi phí làm thủ tục, ăn trưa, chi phí hướng dẫn viên đưa đón toàn tuyến, thẻ du lịch và bảo hiểm du lịch. Từ tháng 4 này, du khách từ Việt Nam sẽ được tham quan khu vực cầu kính của Thác Đức Thiên. Đây là một điểm đến hấp dẫn mà đã đặt chân tới đây không thể bỏ qua. Để lên cầu kính, du khách có thể chọn đi bộ hoặc sử dụng dịch vụ thảm thần kỳ với mức giá 350.000 đồng một người. Phương pháp thay thế cho leo núi truyền thống này sử dụng tấm thảm là một băng tải chia làm hai đoạn với tổng chiều dài 416m. Du khách sẽ chỉ mất khoảng 15 phút ngồi trên thảm để di chuyển lên cầu kính thay vì phải leo bộ. Mức giá trên đã bao gồm cả dịch vụ đi xuống bằng đường trượt đá cẩm thạch. Tại đây, du khách sẽ nhận được một số trang bị an toàn như quần trượt, găng tay, bọc giày. Du khách trải nghiệm cảm giác thú vị khi trượt xuống bằng đường trượt có tổng chiều dài 538m. Đây cũng là trải nghiệm kết thúc hành trình 6 tiếng tham quan khu thắng cảnh. Trong thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ủy ban Điều phối tỉnh Cao Bằng Việt Nam và Tổ công tác liên ngành Ủy ban Điều phối Quảng Tây Trung Quốc đang tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả triển khai vận hành thí điểm khu cảnh quan Thác Bản Dốc Đức Thiên, hướng tới mục tiêu vận hành chính thức. Điều này cũng thể hiện thiện chí và quyết tâm của cả hai nước
nhằm xây dựng đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển. Ngày 13 tháng 3, hôn lễ của Minh Tú và Chris được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Từ 17 giờ 30 phút, Minh Tú diện áo dài, lấy cảm hứng từ trang phục cưới của mẹ 43 năm trước, đứng đón khách cùng ông xã, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lễ cưới của Minh Tú và chồng ngoại quốc đã đưa đến cho người tham dự và công chúng đi từ bất ngờ này đến xúc động khác. Cô dâu chú rể mời nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí. Các khách mời mặc dress code màu đen là chủ đạo. Khoảng 20 giờ, tiệc cưới bắt đầu với những giai điệu du dương của ca khúc I Do do Đức Phúc, Hòa Minzy thể hiện. Đoạn video ghi lại hành trình 12 năm quen biết, yêu, chia tay rồi tái hợp và tiến tới hôn nhân của đôi uyên ương được bật lên, khiến các khách mời xúc động. 12 năm tình yêu, 5 năm yêu thương, một đời chung bước là thông điệp mà vợ chồng Minh Tú gửi gắm qua video. Trong ngày trọng đại của Minh Tú, điều thứ hai đặc biệt xúc động có lẽ là khoảnh khắc cô dâu cầm bó hoa cưới có di ảnh của bố quá cố. Ngay khi vừa bước lên sân khấu, Minh Tú đã phải dừng lại để lấy bình tĩnh vì quá xúc động. Nữ siêu mẫu cho biết muốn dùng cách này thay cho ước mơ được bố dắt tay vào lễ đường. Chia sẻ với chồng trong hôn lễ, Minh Tú nói, trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn. 5 năm bên cạnh, anh cho em thấy một điều, hạnh phúc không phải là lấy một người thành công hay giàu có. Hạnh phúc là khi bạn luôn có một người đồng hành yêu thương và tử tế. Nói lời thề nguyện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, Chris cho biết muốn cùng vợ làm mọi điều, xây dựng cuộc sống tương lai hạnh phúc. Minh Tú, anh yêu em nhiều lắm. Ngoài ra, Minh Tú còn dành riêng một vị trí đặc biệt tại hôn lễ cho người bố quá cố. Trên chiếc ghế còn có tâm thư của cô dâu và chú rể. Bà yêu dấu, bà ơi, cuối cùng khoảnh khắc trọng đại này cũng đã đến. Dù ở bất kỳ nơi nào, con tin rằng ba đang mỉm cười và chúc phúc cho tụi con. Cảm ơn ba vì đã luôn là ánh sáng sưởi ấm và che chở cho tụi con. Chúng con nhất định sẽ luôn yêu thương bằng sự chân thành. Minh Tú công khai bạn trai người Đức tên là Chris cuối năm 2021. Anh sinh năm 1981, sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm. Cả hai nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Hôm mùng 5 tháng 4, Minh Tú cùng bạn đời làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cô nói cảm kích khi anh xuất hiện trong cuộc đời, cùng nhau trải qua thăng trầm. Cô nhận ra anh là định mệnh cuộc đời. Minh Tú sinh năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh, từng giành giải bạc siêu mẫu Việt Nam năm 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp thi Miss Supranational đoạt danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á và vào top 10. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên đại sứ Hoàn Mỹ Asia Next Top Model. Cô tham gia đóng phim với các dự án Người Tình, Hoa hậu Giang Hồ, Bố Già. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.